Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi tạp chí Sức khỏe và Đời sống của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên. Trong chương trình hôm nay sẽ có những nội dung đáng chú ý sau. Cẩn trọng với biến chứng tim mạch khi thời tiết nắng nóng. Nắng nóng, tỷ lệ người dân tiêm phòng cúm tăng cao. Trong mục thầy thuốc và người bệnh sẽ là những điều cần biết về bệnh dại. Mục cẩm nang y học kỳ này là bài thuốc thanh nhiệt từ rau má. Cuối chương trình là câu chuyện về quản lý nhà thuốc bằng công nghệ, khó khăn còn nhiều. Trước tiên là những thông tin y tế chúng tôi mới cập nhật. Trong những ngày nắng nóng gay gắt, nhiệt độ ngoài trời dao động từ 34 đến 37 độ C đã ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe mọi người, đặc biệt là những người có tiền sử tim mạch. Thống kê tại khoa tim mạch Bệnh viện Đa khoa tỉnh, tình hình bệnh nhân đến khám và điều trị tăng đột biến so với thời điểm đầu mùa hè. Bình quân mỗi ngày phòng khám tiếp nhận khoảng 40 bệnh nhân đến khám, duy trì khoảng 30 tới 30 người điều trị nội trú, trong đó chủ yếu bệnh nhân bị tăng huyết áp, suy tim, bệnh động mạch vành. Đối với một số bệnh lý tim mạch, khi nắng nóng tim phải gắng sức co bóp làm tình trạng suy tim tăng lên, có thể gây tử vong. Mặt khác, tim gắng sức sẽ tăng nhu cầu oxy của tim nên dễ dẫn đến thiếu máu cơ tim cục bộ, gây cơn đau thắt ngực, mệt, khó thở, nhồi máu cơ tim. Do đó, bệnh nhân tim mạch trong lúc thời tiết nắng nóng cần hết sức thận trọng để tránh được những biến chứng phức tạp xảy ra. Cùng với các vaccine thủy đậu, viêm não Nhật Bản, sởi, v.v. thì tỷ lệ người dân đi tiêm phòng cúm dịp nắng nóng cũng tăng cao so với thời gian trước đó. Cụ thể, theo thống kê của Trung tâm Y tế Dự phòng tỉnh, chỉ tính từ đầu tháng 5 đến nay đã có khoảng 400 mũi cúm được tiêm, tăng 20-30% so với những tháng trước đó. Trong đó, người già và trẻ em là hai đối tượng đến tiêm nhiều nhất. Nguyên nhân là do thời tiết mưa nắng thất thường, cơ thể chưa thích nghi kịp với sự thay đổi nên dễ bị vi khuẩn, virus xâm nhập. Người già, trẻ em và những người mắc bệnh mãn tính, hệ miễn dịch yếu hơn so với những người có thể chất khỏe mạnh khác nên cũng dễ mắc bệnh hơn. Vì vậy, người dân chủ động đi tiêm phòng vaccine cúm nhằm giảm nguy cơ mắc cúm trong những ngày hè nắng nóng kéo dài. Dịch bệnh cúm AH1N1 đang gây lo ngại đặc biệt trong cộng đồng khi tại thành phố Hồ Chí Minh đã có người tử vong vì cúm AH1N1. Sốt xuất huyết cũng đang là dịch bệnh khiến Bộ Y tế quan ngại. Cục trưởng Cục Y tế Dự phòng Trần Đắc Phu cho biết, virus cúm AH1N1 tồn tại khá lâu ngoài môi trường, có thể sống từ 24 đến 48 giờ trên các bề mặt như bàn, ghế, tủ, tay vịn cầu thang, tồn tại trong quần áo từ 8 đến 12 giờ và duy trì được 5 phút trong lòng bàn tay. Bệnh lây lan càng mạnh, càng nhanh khi có sự tiếp xúc với người bệnh, đặc biệt ở nơi tập trung đông người như trường học, nhà trẻ. Bộ Y tế khuyến cáo người dân tăng cường vệ sinh cá nhân, thường xuyên rửa tay bằng xà phòng, che miệng và mũi khi ho, hắt hơi, vệ sinh và mở cửa thoáng mát nơi ở, lớp học, phòng làm việc, lau chùi bề mặt, vật dụng bằng hóa chất sát khuẩn thông thường. Cục Y tế Dự phòng Bộ Y tế cũng cho biết, tại Việt Nam từ đầu năm đến nay, cả nước ghi nhận trên 20.500 trường hợp mắc sốt xuất huyết, đã có 4 trường hợp tại Bình Dương, Bình Phước, Cà Mau và Khánh Hòa bị tử vong. Từ đầu năm đến nay, Bệnh viện Sản Nhi tiếp nhận gần 300 thai phụ nhập viện vì nguy cơ sinh non, trong đó tập trung nhiều vào những tháng mùa hè nóng bức. Cụ thể, từ tháng 4 đến nay, có 150 thai phụ nhập viện điều trị nguy cơ sinh non, chiếm hơn 50% số ca nhập viện từ đầu năm đến nay. Theo các bác sĩ, thời tiết chuyển mùa từ xuân sang hè có thể là nguyên nhân khiến nhiều thai phụ bị nguy cơ sinh non. Khi có các triệu chứng như đau bụng bất thường, da dịch hoặc da máu âm đạo, xuất hiện nhiều cơn gò tử cung, thai phụ cần đến các cơ sở y tế để được phát hiện và điều trị sớm. Để đề phòng nguy cơ sinh non, các thai phụ cần tránh làm việc trong môi trường nắng nóng khắc nghiệt, nên vận động nhẹ nhàng, trong chế độ dinh dưỡng tăng cường ăn nhiều thực phẩm có tính mát, tránh ăn tía tô, rau ngót, đặc biệt là dứa. Phụ nữ đóng bảo hiểm xã hội sinh con từ ngày 1 tháng 7 năm 2018 sẽ được hưởng nhiều ưu đãi hơn so với trước đây. Cụ thể, sản phụ sẽ được trợ cấp một lần khi sinh con hoặc nhận nuôi con sẽ tăng từ mức hiện hành là 2.600.000 đồng cho mỗi con lên 2.780.000 đồng. Trước đó, chế độ thai sản năm 2018 cũng đã có nhiều ưu đãi như trong thời gian mang thai được nghỉ việc để đi khám thai 5 lần, mỗi lần một ngày. Thậm chí với những mẹ bầu ở xa cơ sở y tế hoặc trường hợp mang thai cần chăm sóc đặc biệt sẽ được nghỉ 2 ngày cho mỗi lần khám thai. Trường hợp chỉ có cha tham gia bảo hiểm xã hội khi vợ sinh con, chồng được trợ cấp một lần bằng 2 tháng lương cơ sở cho mỗi con. Ngoài ra, chồng đóng bảo hiểm xã hội khi vợ sinh con thì cũng được nghỉ việc từ 5 đến 14 ngày phép theo chế độ thai sản.
Theo thống kê của khoa chấn thương chỉnh hình và bỏng, Bệnh viện Đa khoa Phố Nối, tỷ lệ người cao tuổi chiếm trên 60% tổng số ca nhập viện do tai nạn sinh hoạt. Trung bình một tháng, khoa tiếp nhận khoảng 40 ca tai nạn sinh hoạt do trượt ngã trong nhà tắm hoặc đi lại như chấn thương nứt xương chậu, chấn thương đầu, chấn thương mặt, dập mũi, gãy răng, gãy xương. Phần lớn các trường hợp gặp phải đều ở người cao tuổi. Vì vậy, các bác sĩ khuyến cáo các gia đình cần dành nhiều sự chú ý hơn đối với người cao tuổi, hạn chế việc đi ra ngoài nếu không thực sự cần thiết, đồng thời giữ cho nhà cửa khô ráo, điện bật sáng rõ ràng nếu bên trong nhà bị thiếu sáng để tránh các trường hợp tai nạn không may xảy ra. Sau gần 2 năm hoạt động, điểm uống methadone tại Trung tâm Y tế huyện Văn Lâm vẫn chưa thu hút được nhiều đối tượng tham gia. Công tác điều trị methadone cho các đối tượng nghiện ma túy tại địa phương còn gặp rất nhiều khó khăn vướng mắc. Đi vào hoạt động từ tháng 12 năm 2016, đến nay trung tâm mới có tổng cộng 91 người đến điều trị methadone, trong đó có 27 người đã bỏ điều trị, hiện còn 64 người đang uống thuốc hàng ngày. Theo hồ sơ quản lý, Văn Lâm hiện có khoảng hơn 200 người nghiện ma túy, chỉ có khoảng 30% số này tham gia điều trị methadone. Nguyên nhân của tình trạng trên là do methadone không có tác dụng điều trị cho một bộ phận người nghiện ma túy tổng hợp như ma túy đá, thuốc lắc. Việc tuyên truyền về methadone chưa sâu rộng. Do đặc thù điều trị nghiện ma túy bằng methadone phải thực hiện lâu dài, người bệnh cần tuân thủ theo hướng dẫn của cán bộ y tế và phải trực tiếp đến cơ sở y tế để uống thuốc, nên không ít người bỏ điều trị do thiếu quyết tâm. Một số trường hợp sau thời gian điều trị đã không còn sử dụng ma túy nên họ chủ quan tự bỏ chương trình và chỉ sau một thời gian ngắn lại tái nghiện. Từ ngày 24 tháng 5 đến ngày 24 tháng 6, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Hưng Yên thực hiện đợt kiểm tra an toàn thực phẩm đối với cơ sở cung cấp suất ăn công nghiệp, nhà ăn, bếp ăn tập thể trên địa bàn tỉnh. Đợt kiểm tra này nhằm đánh giá việc chấp hành quy định pháp luật về an toàn thực phẩm đối với cơ sở cung cấp suất ăn công nghiệp, nhà ăn, bếp ăn tập thể trên địa bàn tỉnh, kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý các trường hợp vi phạm về an toàn thực phẩm, ngăn ngừa nguy cơ xảy ra ngộ độc thực phẩm, góp phần làm tốt công tác chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân. Đồng thời hướng dẫn triển khai thực hiện Nghị định số 15/2018 NĐ-CP về quy định chi tiết thi hành một số điều luật an toàn thực phẩm, trong đó có quy định về việc bỏ cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với các bếp ăn tập thể. Đây là một quy định mới giúp các cơ sở bếp ăn tập thể giảm gánh nặng thủ tục giấy tờ, được các cơ sở tích cực đón nhận. Quy định này được áp dụng từ ngày 2 tháng 2 năm 2018. Thưa quý vị và các bạn, bệnh dại ở người là bệnh nguy hiểm do một loại virus gây ra, thông thường từ chó hoặc mèo bị dại. Y học khẳng định người bị bệnh dại khi đã lên cơn thì 100% tử vong. Hiện bệnh chưa có thuốc đặc trị mà chỉ có thể tiêm phòng sớm đúng và đủ liều mới có thể cứu sống được người bệnh. Và để hiểu rõ hơn về bệnh dại cũng như cách phòng tránh hiệu quả, mời quý vị cùng đến với cuộc trao đổi với bác sĩ chuyên khoa 1 Nguyễn Văn Đồng, Phó trưởng khoa kiểm soát bệnh truyền nhiễm và vaccine sinh phẩm Trung tâm Y tế Dự phòng tỉnh. Xin chào bác sĩ. Trước tiên bác sĩ có thể cho biết bệnh dại là gì ạ? Bệnh dại là bệnh nhiễm virus dại, là viêm não tủy cấp tính do virus dại gây ra gây lên. Bệnh này là bệnh không có thuốc điều trị đặc hiệu. Và khi chỉ phòng bệnh vaccine và khi lên cơn dại thì bệnh nhân tử vong 100%. Vậy nguyên nhân dẫn đến mắc bệnh dại ở người là gì thưa bác sĩ? Nguyên nhân của cái virus dại là thường là virus dại nó từ những động vật hoang dã ở trong rừng như là chó sói, rơi, dốc vân vân, và từ đó lây sang chó nhà thì là nguồn gây bệnh chính, và lây sang bệnh dại sang người là chủ yếu qua vết cắn, vết xây xát. Vậy triệu chứng của bệnh cũng như là thời gian ủ bệnh ra sao thì bác sĩ có thể nói thêm không? Vậy ủ bệnh thì tùy theo vết thương cắn ở xa hay gần thần kinh trung ương thì có thời gian ủ bệnh khác nhau. Ví dụ như vết cắn vào đầu mặt cổ hoặc là đầu ngón tay hoặc bộ hạ thì thời gian ủ bệnh có thể là 20 ngày, 30 ngày hoặc là 1 tháng hoặc là 2 tháng. Còn nếu như cắn ở xa trung tâm, như là ở vết cắn nhỏ xa trung tâm, ví dụ như ở dưới bắp chân chẳng hạn, thì có thể kéo dài 6 tháng, 1 năm. Còn triệu chứng dại thì thường có 3 yếu tố chính, 3 biểu hiện chính. Thứ nhất là khi người bị dại thì thứ nhất là có thể lên cơn co thắt các cơ, ví dụ như cơ nhai, cơ luốt, thì cho nên bệnh nhân khi rất khát nước nhưng không dám uống nước, thì uống nước để nghẹn, rất sợ nước, thậm chí bệnh nhân còn nghe tiếng nước chảy
hoặc nhìn nước là dùng mình. Đấy là cái co thắt. Cái dấu hiệu thứ hai là bệnh nhân có thể bị liệt. Thì liệt nó tính chất lân chuyển từ dưới lên trên, liệt từ dưới lên trên lần lượt. Đấy liệt. Và thứ ba là thể hung dữ, tức là khi người mắc bệnh dại có thể là tấn công bác sĩ, tấn công người gia đình, tấn công bố mẹ anh em gia đình người thân. Để phòng chống bệnh dại một cách có hiệu quả thì bác sĩ có cái những cái khuyến cáo gì cho người dân ạ? Trước cả ngành thú y phải là thứ nhất là phải tiêm phòng bệnh toàn bộ những chó mèo trong cộng đồng là phải tiêm phòng theo chỉ định của ngành thú y. Cái thứ hai nữa là gia đình hạn chế nuôi chó mèo. Cái thứ ba là nếu nuôi chó mèo hoặc đặc biệt chó thì không được thả nhông như xích hoặc rõ mõm. Còn về con người, khi chó liếm hoặc là chó cắn hoặc là có việc có nghi ngờ vết xước thì chúng ta phải lên tiêm phòng ngay, bệnh dại ngay, đổ mũi và đúng định từ đổ mũi. Nếu như vết thương cắn mà gần trung tâm thần kinh trung ương và vết thương sâu rộng thì chúng ta phải kết ngoài với vắc xin ra, chứ phải kết hợp tiêm huyết thanh. Chó mèo nuôi trong gia đình thì hạn chế các chó, đặc biệt chó bé là không trêu đùa, không bế, không ẵm, bởi vì những có khi chó nó dại, nó có thể nó cắn lại mình thì những vết thương nó rất là nguy hiểm, và tất cả những cái dấu hiệu đấy thì đều phải đi tiêm phòng để tránh bệnh. Và không, đặc biệt bệnh dại là không được chữa bằng thuốc nam, không có thuốc thử, tất cả phải dùng vaccine và huyết thanh thì mới cứu bệnh nhân dại được. Vậy đối với những cán bộ thú y cũng như là những người làm nghề giết mổ gia súc thì bác sĩ có lời khuyên gì ạ? Đối với người mà làm cán bộ thú y, người giết mổ gia súc thì đều phải tiêm phòng, gọi tiêm phòng trước sơ nhiễm thì cũng tiêm mũi thứ nhất và 7 ngày sau tiêm mũi thứ hai, vào ngày thứ 21 hoặc ngày 8 tiêm mũi thứ ba thì phòng bệnh, vào cứ 3 năm nhắc lại một lần, hoặc tiêm đủ 5 mũi thì phòng bệnh được 5 năm thì 5 năm nhắc lại một lần. Xin cảm ơn bác sĩ đã có cuộc trao đổi ngày hôm nay ạ. Thưa quý vị và các bạn, từ lâu rau má đã được người Việt dùng làm rau ăn, nước uống giải khát, giúp thanh nhiệt trong những ngày hè. Theo Đông y, rau má còn có tên là tích tuyết thảo hay liên tiền thảo, có tác dụng trong điều trị chứng say nắng nóng, hạ huyết áp, chữa mụn nhọt v.v. Trong chuyên mục hôm nay, Lương y Đỗ An Ngợi, hội viên Hội Đông y huyện Văn Lâm sẽ giới thiệu tới quý vị những lợi ích sức khỏe từ loại rau quen thuộc này. Thưa quý vị và các bạn, hôm nay tôi xin giới thiệu về cây rau má. Cây rau má là một trong những cây mà dân Việt Nam thường từ Nam chí Bắc đều có rất nhiều. Thế và người ta sử dụng nó vào cái mùa hè này lại càng nhiều hơn. Cây rau má tên thuốc là tích tuyết thảo, không hề có chút độc. Có thể mùa đông, mùa hè đều có thể uống được hết. Cây này nó đặc biệt là phải sống trong những cái vùng nó phải ẩm và mát. Chứ nó sống dưới ánh nắng thì nó lại không tốt lắm. Cái đối tượng sử dụng cây rau má thì ai cũng sử dụng được cây rau má. Trẻ con ho người ta vẫn sử dụng được. Vì cái rau má này nó không độc hại. Thế thì cây rau má tại sao người ta yêu quý nó? Tại vì cây rau má nó là thanh nhiệt. Thanh nhiệt giải độc. Khi mùa hè thì thường là cái nhiệt độ nó cao. Trong người nó nóng bức, toát mồ hôi ra. Thế nhưng mà trong người khi bị nóng, toát mồ hôi thì thường là trong người lại lạnh. Vậy thì người ta dùng cây rau má này, người ta thanh nhiệt, làm cho cái gan nó không bị bốc cái khí nóng trở lên. Trong khi say nắng nóng thì người ta dùng rau má và bột sắn, người ta có thể uống. Có thể ăn sống, chấm với muối cũng được. Mà cũng có thể là người ta giã ra, người ta lọc lấy nước, người ta hòa đường, người ta uống. Những người đái dắt, đái buốt, đái ít, người ta dùng cây rau má. Cây này nó có tính chất là còn giúp cho một số cái vị thuốc khác, nó phá cái sỏi cho nó nhỏ ra để người ta đi giải ra ngoài nó dễ. Trong cái bài thuốc người ta chữa sỏi thận thì người ta dùng rất nhiều các vị khác, nhưng người ta nên mặc cái thang thuốc bằng uống kèm vào mấy cái rau má thì cái sức mạnh để chữa cái sỏi thận càng tăng lên. Thưa quý vị và các bạn, Hưng Yên là một trong 4 tỉnh trên toàn quốc được Bộ Y tế chỉ định triển khai thí điểm ứng dụng công nghệ thông tin đối với nhà thuốc nhằm đảm bảo truy xuất nguồn gốc thuốc, kiểm soát được thuốc kém chất lượng, thuốc không rõ nguồn gốc xuất xứ, chấn chỉnh tình trạng bán thuốc không theo đơn. Tuy nhiên, trên thực tế còn nhiều khó khăn trong việc triển khai ứng dụng công nghệ này. Bộ Y tế đã ban hành thông tư số 02/2018/TT-BIT quy định về thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc và thông tư 03/2018/TT-BIT quy định về thực hành tốt phân phối thuốc,
nguyên liệu làm thuốc. Các thông tư này có hiệu lực từ ngày 26 tháng 3 năm 2018. Theo đó, tất cả các cơ sở bán buôn thuốc phải có máy tính kết nối Internet và thực hiện quản lý hoạt động phân phối thuốc bằng phần mềm vi tính. Có cơ chế chuyển thông tin về việc phân phối thuốc, chất lượng thuốc giữa nhà sản xuất với khách hàng, cũng như việc chuyển giao thông tin cho cơ quan quản lý khi được yêu cầu. Đối với nhà thuốc, đến ngày 1 tháng 1 năm 2019, còn đối với quầy thuốc là đến ngày 1 tháng 1 năm 2020, phải có thiết bị kết nối mạng được cài đặt phần mềm kiểm soát xuất xứ, giá cả, nguồn gốc thuốc mua vào, bán ra. Trên thực tế, triển khai thí điểm tại Hưng Yên từ tháng 3 năm 2018 đến hết 31 tháng 5 năm 2018, Sở Y tế mới phối hợp với Viettel Hưng Yên tổ chức tập huấn kiến thức, kỹ năng sử dụng phần mềm công nghệ thông tin kết nối nhà thuốc, quầy thuốc cho 442 trên 869 nhà thuốc trên địa bàn tỉnh. Hiện cũng chỉ có 7 cơ sở sử dụng phần mềm công nghệ thông tin kết nối nhà thuốc. Để mà triển khai cho toàn diện thì nó cũng đã vướng xảy ra một số vướng mắc. Một là các cơ sở thì họ cái tâm lý là họ ngại, hai nữa là một số cơ sở quầy thuốc nhỏ lẻ họ kinh doanh tức là nó không có hiệu quả mấy nên họ cũng ngại. Cái thứ hai nữa là về sự phối hợp giữa Sở Y tế và Viettel là chưa phối hợp nhịp nhàng. Thực tế đã chứng minh cho những khó khăn mà Sở Y tế cũng như Viettel Hưng Yên nêu ra, đó là hầu hết các nhà thuốc, quầy thuốc đều do nhân viên đứng bán. Những nhân viên này không hề được tiếp cận với ứng dụng công nghệ thông tin, nên khi hỏi đều rất mơ hồ. Cái này thì chắc là khi nào mà mình đi vào làm thực tế thì mình sẽ làm được hơn. Thì lúc ấy cũng có nhiều, tức là sẽ cũng có một số vấn đề khó hiểu thì mình sẽ hỏi lại và đọc kỹ lại các cái thông tư đấy của bộ luật. Dạ, thật ra là cũng là về cái yếu tố là do chủ quầy thuốc là chính. Chúng em là cũng có những cái mà thời gian là chưa có và cái vấn đề là kinh tế với cả cũng có mấy cái điểm thì chúng em cũng rất là băn khoăn ạ. Việc kết nối mạng này giúp hạn chế tình trạng một người bán hàng chỉ có trình độ sơ cấp hay trung cấp dược mà tự ý tư vấn bán thuốc kháng sinh cho người mua theo kiểu gợi ý đổi loại thuốc, tên thuốc vì cửa hàng mình không có loại kháng sinh đã kê đơn như hiện nay. Cái này thì nó cũng có rất nhiều bất cập. Mình mới làm nên là mình không thể quen được, thích nghi được ngay ấy. Với cả nhiều người thì mình không thể thành thạo với máy vi tính nên là cũng chưa thể hoàn thiện được. Với cả với số lượng thuốc ở đây thì thực để mà có thể cung cấp tất cả các dữ liệu vào máy tính này thì hơi khó chứ. Đầu tiên tôi nghĩ là khó, phải từ từ mà phải báo trước để cho các cháu ở nhà nó tiếp thu, nó hướng dẫn lại. Không ngờ đấy mà sau khi các cháu ở Viettel đến hướng dẫn ấy, thì sau một tí là tự mình làm lại. Có vấn đề gì trục trặc thì gọi điện hỏi luôn, các cháu lại đến hướng dẫn tiếp. Thì làm luôn cho đến bây giờ, có từ tối qua giờ tôi đã vào xong một cái tập này. Khách hàng sẽ có nhiều thuận tiện hơn, ví dụ như là khách hàng sẽ biết được, truy xuất được nguồn gốc của thuốc, lô thuốc mà khách hàng đang sử dụng và hóa đơn chứng từ hợp lý hợp lệ và cái giá nó phù hợp. Để có thể triển khai thành công việc ứng dụng công nghệ thông tin đối với các nhà thuốc, rất cần có sự hỗ trợ hợp tác phối hợp chặt chẽ của tất cả các bên liên quan, sự chỉ đạo sát sao của các cấp lãnh đạo. Hiện tại thì Hưng Yên đang triển khai theo chỉ đạo từ Văn phòng Chính phủ cũng như là Bộ Y tế, phối hợp cùng với Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội thì đang triển khai, chúng tôi chưa có hình thức thu phí với bất kỳ một nhà thuốc nào. Tuy nhiên là cụ thể về mức phí như thế nào, có hay không và mức phí như thế nào thì chúng tôi chưa có chỉ đạo nên là cũng chưa thể trả lời được ngay. Dù việc triển khai ứng dụng công nghệ thông tin kết nối mạng đối với các cơ sở bán lẻ được thực hiện theo lộ trình, nhưng chắc chắn vẫn còn khó khăn. Song theo Cục Quản lý Dược Bộ Y tế, các nhà thuốc trong quá trình hoạt động, ngoài việc định kỳ phải kiểm tra thẩm định việc đáp ứng thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc 3 năm một lần, còn phải chịu sự kiểm tra đột xuất hoặc kiểm tra theo kế hoạch của các cơ quan chức năng như Bộ Y tế, Sở Y tế, Chi cục An toàn Vệ sinh Thực phẩm, Quản lý Thị trường. Vì vậy, các nhà thuốc nào không chấp hành là vi phạm quy định và sẽ bị xử lý. Quý vị và các bạn thân mến, câu chuyện y tế vừa rồi đã khép lại tạp chí Sức khỏe và Đời sống tuần này của chúng tôi. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.